chào mọi người. Hôm nay rất là vui mà mình lại đón cô đưa em Phương quê ở Thái Nguyên lên để nhập học tại Ba Sinh. Thực sự là khi mà nói chuyện với cô ấy thì là cô có nói là cô chia sẻ là nhà cô cấy gần một mẫu ruộng và nhà chú thì làm cơ khí. Thì bạn Phương thì cũng đã hỗ trợ và giúp đỡ bố mẹ để cái quê và quyết định là sẽ đi học. Em là sinh năm bao nhiêu? 2005. Có một điều rất là hay các bạn ạ, đó là khi mà nói chuyện xong thì bạn ấy chưa đi học nhưng bạn ấy đã mong muốn là tự kiếm tiền để đi học, và mình có nói với bạn là thôi bây giờ lên đi học, sau đó là anh sẽ xin việc để vừa học vừa làm tại quanh khu vực của Đại học Việt Ba Sinh ở khu Nhân Chính Thanh Xuân các bạn ạ. Thế là cố gắng cả này đi học thì là mẹ đã cho tiền, mình đã tư vấn rất là kỹ cho bạn học khoa học cung xăm và spa, thì mong muốn sau này sẽ thay đổi ý và sẽ không muốn phải ở quê để đi cấy nữa, phải cố gắng nghe chưa. Thế là khi mà anh sẽ kiếm việc làm xung quanh cái khu vực này, ví dụ như là ở nhà hàng này, quán cà phê này, thì sẽ phải vừa đi học đi làm, cố gắng nhé. Ok, cảm ơn cô đã tin tưởng. Thì hôm nay cháu có một cái phần quà của học viện gửi tặng cho cô để về chăm sóc bản thân một chút. Đây là cái phần quà riêng cho những bạn học viên đăng ký tháng này ạ. Ok, bạn ấy có nói là bạn ấy sẽ ở ký túc, nhưng bạn ấy có ở bên ngoài của mấy bạn cũng rất là ok. Học viện Ba Sinh có hỗ trợ ký túc xá cho học viên ở xa, nhưng mà có những bạn mà mong muốn ở ngoài thì cũng rất là ok các bạn nhé. Ok, cảm ơn mọi người, xin chào.